Xin chào tất cả những khách hàng của DK Abra Beauty nhé. Và ngày hôm nay thì em xin được phép thay mặt toàn bộ team DK sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các chị em thường hay hỏi liên quan đến dịch vụ phun môi. Hy vọng những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ ở trong clip này sẽ giúp ích cho các chị. Em xin trả lời câu hỏi đầu tiên mà các chị hay hỏi em là phun môi có đau không, có sưng không? Thì em xin phép được trả lời đấy là hiện nay cái công nghệ phun môi tại DK đang sử dụng là công nghệ phun môi vi chạm. Tức là cái công nghệ này nó chỉ là đi kim rất nhẹ trên bề mặt da của mình thôi. Và ngoài ra ấy, thì cái mực của DK sử dụng toàn bộ là mực hữu cơ. Thế cho nên là khi mà đưa vào da thì hạt mực của mình ấy chỉ đi trên bề mặt, nhưng hạt mực của mình nó sẽ vẫn có độ bám. Và nó sẽ gì? Nó sẽ nở và nó giữ trên da của mình, nó hòa tan vào. Và sau đó thì cái hạt mực này ấy, nó sẽ không bị xỉn màu hay là bị đổi màu theo thời gian. Rất nhiều chị hỏi em là màu môi nhiều, bạn chị, mẹ chị phun là bị xỉn màu. Đấy là bởi vì cái loại mực của các chị em là làm những loại mực nó chứa nhiều các loại kim loại nặng, nó khiến cho cái màu mực của mình nó bị xấu đi. Về cái vấn đề sưng ấy và đau và sưng ấy, thì cái công nghệ này vi chạm đấy, cho nên là khi mà chúng ta đi rất nhẹ trên bề mặt da ấy, thì cái cảm giác đau và sưng gần như nó rất là ít hoặc không có. Tại DK thì sử dụng những loại tê nhập khẩu hoàn toàn. Thế cho nên là khi mà cái tê nó ngấm vào môi của mình rồi, các chị em làm nó sẽ không có cảm giác. Đó, cái chỉ có những cái trường hợp nào chị em nào, tức là xác suất rất là nhỏ, 1 trên 100 thôi, 100 người có một người, có những chị đấy cơ địa không ăn tê thì có thể là mình sẽ cảm thấy đau hoặc là hơi đau một chút, thì bên em sẽ ngay lập tức trợ tê trong quá trình làm, mới ủ thêm tê cho các chị trong quá trình nếu mà các chị cảm thấy đau. Nên các chị hoàn toàn yên tâm về vấn đề là chúng ta sẽ không lo vấn đề đau ạ. Thứ hai là vấn đề sưng. Em xin chia sẻ với các chị là nếu như chúng ta là ủ tê vào trong môi, tê nó sẽ ngấm vào trong môi, nó khiến môi của mình cứng lại. Thì khi trong cái quá trình mà nó ngấm nhiều tê ấy, thì nó sẽ gì? Nó sẽ hơi mọng tê lên, nó hơi nề tê lên. Nhưng cái đó, cái nề tê và cái mọng tê đó thì nó không nhiều. Ví dụ môi của mình đang là 7 thì nó có thể lên 9, 8 thì nó có thể lên 10. Để làm sao mà cái khi mà nó tan đi cái tê đó thì môi của mình sẽ trở lại trạng thái bình thường. Như khách hàng của tại DK ấy, thì có rất nhiều những chị khách hàng làm xong nó chỉ như đánh son thôi. Nhưng mà những chị nào mà cơ địa da mỏng thì có thể là hơi nề lên một chút xíu, nhưng mà nó sẽ tan rất là nhanh. Và nếu như chị nào bị nề thì bên em có cho các chị ngậm cái Ambatray thì để nó giảm cái sưng nó rất là nhanh. Và cái sưng này nó rất là ít cho nên nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các chị. Ngày hôm sau các chị vẫn có thể đi làm được bình thường. Và các chị đừng lo lắng với vấn đề đau và sưng ạ. Cái thứ hai là các chị hay hỏi bên em là phun môi thì có cần kiêng kem gì không? Thì em xin thưa các chị là bởi vì chúng ta đang sử dụng cái công nghệ phun vi chạm, tức là chỉ trên bề mặt da, cái mức độ tổn thương của nó rất là ít. Thế cho nên chúng ta không cần phải kiêng kem gì cả. Tại DK thì sau khi các chị phun xong ấy, các chị hoàn toàn có thể ăn uống bình thường. Chỉ có thể là các chị tránh những cái món mà nước, ví dụ như bún miến phở thì chúng ta vào thì chúng ta sẽ bị nó dính vào môi, nó sẽ bị dễ bị lên mụn thôi. Thế chúng ta tránh những điều đấy để chúng ta không bị ảnh hưởng. Đấy, còn đâu chúng ta vẫn ăn uống, vẫn ăn cơm, ăn khô bình thường, ăn thịt thà bình thường nhá. Chỉ có điều là khi ăn thì các chị có thể là tránh há to quá, tránh cười nói quá to. Để đợi 3 ngày sau thì tầm 3 đến 4 ngày là bong hết rồi, thì các chị có thể thoải mái cử động nói chuyện bình thường. Còn trong quá trình trước đó thì nó hơi cứng cứng một chút xíu, thì ăn uống mình chịu khó là mình ăn nhỏ thôi là được ạ. Và hoàn toàn tại DK các chị không cần phải kiêng kem bất kỳ món gì, ăn uống tất cả các món như bình thường. Đấy, mình chỉ cần tránh và thôi ạ. Cái thứ ba là các chị hay hỏi em là môi thâm thì có phun môi đẹp được không? Thì em cũng chia sẻ với các chị là với người Việt Nam ấy, thì môi thâm rất là nhiều. Cái mức độ thâm của chúng ta là thâm nhiều hay thâm ít, và có thâm thì chúng ta mới phải đi phun môi đúng không ạ? Đó, thì khi mà môi thâm ấy, thì em xin giới thiệu một cái công nghệ rất mới là DK. Đấy là gì? Đấy là chúng ta sẽ khử thâm bằng laser, chứ em sẽ dùng cái laser để em đánh tan cái thâm của các chị, khử cái thâm của các chị. Đấy, sau đó thì sau khi mà nếu như bạn nào mà thâm nhiều chúng ta dùng laser, nhưng mà nếu mà thâm ít thì chúng ta có thể là trực tiếp khử thâm bằng mực. Bên em có những cái mực xử lý để xử lý cho môi thâm, và nếu mà thâm ít thì chúng ta vào màu luôn lập tức, chúng ta không phải tốn thời gian để chúng ta quay lại chúng ta làm lại. Những trường hợp nào mà môi thâm quá nhiều thì chúng em mới có thể là mời các chị lần đầu khử thâm, lần sau chúng ta là vào màu thôi. Còn trường hợp mà thâm ít thì chúng ta vẫn vào màu luôn, không tốn nhiều thời gian đi lại với các chị ạ. Các chị thường hỏi là môi thâm thì có đẹp được không? Vậy thì em cũng chia sẻ là với những cái môi nào mà thâm nhiều thì chúng ta đã khử thâm rất kỹ rồi, nên là màu bong da nó vẫn tươi sáng như bình thường nhé các chị nhé. Còn những chị em nào mà môi mà da trắng rồi, da hồng đẹp tươi rồi, thì môi phun chỉ gần một lần là nó đã rất là đẹp rồi.
Thế cho nên là môi thâm thì chúng ta chỉ cần là xử lý thêm lần thôi và bong da nó vẫn đẹp tự nhiên nhé các chị nhé. Các chị cũng hỏi em là môi phun vừa bong da mà không có màu thì có bị làm sao không? Thì em xin trả lời với các chị là sau khi mà môi phun xong ấy, ở tại đi cây á, thì chúng em là phun những cái màu mực tốt. Cái thứ hai ý, là chúng em phun rất là nhẹ trên bề mặt da thôi, cho nên bong da thì thường nó sẽ có màu ngay. Nhưng những cái trường hợp, có một số trường hợp cơ địa da quá đặc biệt, ví dụ như là máu loãng này, ví dụ như là môi thâm nhiều này, hoặc là ví dụ như là da rất là mỏng này, hoặc những cái cơ địa da mà nó khó lên màu thì có thể là nó sẽ chậm lên màu hơn. Thì bong da cái màu nó còn nhạt ý, thì các chị cũng đừng lo lắng, bởi vì lúc đấy cái da của mình nó vẫn còn non, nó chưa ăn được cái màu, nó chưa đẩy được hết màu lên các chị. Để cảm thấy nó nhạt thì trong thời gian đó các chị vẫn có thể bôi son dưỡng, các chị vẫn có thể là đi tiệc thì vẫn có thể đánh một lớp son dưỡng, sau đó đánh một lớp son màu cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, chẳng qua là mình chờ đợi để cho nó lên màu trong khoảng thời gian tầm khoảng 2 đến 3 tháng. Ví dụ môi thường thì tầm khoảng là 2 tháng là đã lên đẹp rồi. Đấy, nếu môi khó nhé, còn môi thâm thì có thể nó chậm hơn thì em sẽ tư vấn cho các chị phù hợp với tình trạng của các chị. Nhưng các chị yên tâm là bong da thì nó cũng đã có những cái màu nhẹ nhẹ vừa phải rồi, không lo lắng quá đâu ạ. Cái câu hỏi thứ tư là các chị hay hỏi em là phun môi màu đậm quá hoặc là bị lem ra ngoài viền thì có sửa được không? Những cái tình trạng mà màu môi là em hay xử lý những cái ca là màu môi bị đậm này, đậm tức là cái công nghệ cũ này, hai là cái màu môi nó bị xỉ. Tức ngày xưa dùng những cái mực cũ mà nhiều kim loại nặng thì nó bị xỉ. Đấy, cái thứ ba là nhiều người là bị lòng môi bị nhạt, nhưng cái kỹ thuật viên người ta đi cho lại viền môi rất là đậm thì nhìn trông nó sẽ bị già và nó nhìn trông nó không được tự nhiên. Đấy là cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ tư là bị người ta trèo ra ngoài bị lem viền. Đấy, cái bị lem viền này thì cũng khá nhiều người gặp. Thì những cái trường hợp như vậy á thì bên em đã xử lý được bằng laser. Tức là laser này nó sẽ tác dụng là khử đi cái màu đấy, làm nhạt màu đi. Đấy, hoặc là nó sẽ làm xử lý cái viền để cho nó nhạt cái màu đi, bắn laser nó sẽ nhạt đi. Đó, với laser của DK thì các chị em yên tâm, rất nhiều chị em đã sử dụng dịch vụ DK thì các chị cũng biết là laser bên em là laser tối tân nhất hiện nay và em update cái series máy thường xuyên, hàng ngày, hàng năm cứ ra máy mới là DK sẽ update ngay lập tức. Để làm gì? Để chúng ta đang có một cuộc chạy đua về công nghệ. Đấy, DK là được đơn vị chuyên về phun xăm, thế cho nên là bên em luôn luôn update những cái gì công nghệ tốt nhất, mới nhất để làm hài lòng sản phẩm, là làm hài lòng khách hàng của mình, sản phẩm luôn luôn là tốt nhất. Đó, thì các chị yên tâm về laser của DK. Các chị em đã hút laser DK, các chị biết là làm xong ấy thì môi của chúng ta này, lông mày của chúng ta này không hề bị tổn thương, mà nó cũng không hề là tổn thương hay chảy máu hay là bong chóc gì cả. Làm xong các chị về các chị có thể ăn uống bình thường, rửa nước bình thường, đi chơi thoải mái, trang điểm đánh răng bình thường. Nên các chị hoàn toàn yên tâm về vấn đề sửa lại DK nhé. Cái thứ là các chị hỏi em là cách phòng tránh các hiện tượng mà mụn nước sau khi phun môi và cách xử lý nếu gặp phải. Em giải thích một chút là tại sao các chị bị mọc mụn nước, bởi vì là cái khí hậu của Việt Nam là khí hậu nóng ẩm. Đấy, như mùa này mà chúng ta đang là mùa nồm này, hoặc là những cái thời tiết mà mưa nhiều nóng ẩm ấy, thì chúng ta thường hay dễ bị nhiễm khuẩn. Đấy, cái thứ hai là chúng ta trong cơ thể của chúng ta có cái con vi khuẩn herpes ấy. Con vi khuẩn này nó vô hại, nhưng mà nó khi mà chúng ta làm xước ra ấy thì là nó gì? Nó sẽ hay dễ bị lên mụn. À, thì trong cái trường hợp này, một là em sẽ hướng dẫn cho các chị là các chị uống thuốc trước khi làm, hai là các chị uống thuốc sau khi làm. Những chị nào mà đã biết chắc là mình có herpes thì các chị nên uống trước khi làm. Cái sau là nếu như chị nào mà mình chưa rõ thì mình có thể uống sau khi mình làm xong mình uống thì nó cũng ok, tại vì mình sẽ uống acyclovir liều cao hơn một chút. Còn nếu như mà cái trường hợp nào mà các chị mà bị nặng á, tức là uống rồi mà vẫn bị lên mụn nước ấy, thì rất là dễ, là cái mụn nước này nó vô hại. Thì sau khi mà các chị bị lên xong ấy, các chị chỉ cần lấy cái kim, đầu kim ấy, các chị chấm vào cái mụn đấy thì nó ra cái nước là nó sẽ hết cái mụn đấy. Thì nó cũng không có cái yếu tố nào mà nó không ảnh hưởng đến màu của mình, nó không gây hại gì đến sức khỏe của chúng ta. Thế cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và những cái này nó trường hợp này nó rất là ít, bởi vì bên em thì đã uống cho các chị uống thuốc rồi. Nên trường hợp mà bị để mà uống rồi vẫn bị nó rất là hiếm, nó gần như không có. Nên các chị đừng lo lắng ạ. Các chị thường hỏi em là sau khi phun môi thì có đánh được son không và có đổi được màu son không? Thì cái câu hỏi này thì em xin trả lời là sau khi phun môi các chị vẫn đánh được son, nhưng ví dụ như là sau khi mới phun xong ấy thì em tư vấn cho các chị là các chị có thể dùng những cái tông màu son dưỡng. Một là dưỡng trắng, đây là dưỡng không màu. Cái thứ hai ấy, là các chị có thể dùng dưỡng nhưng mà lại có màu, nhưng mà màu phôn phớt nhẹ thôi.
đấy, cái màu rất là nhẹ, thì cái màu nó lên chưa đậm thì chúng ta có thể phun thêm một chút màu và nó vẫn bóng, nó vẫn dưỡng, nó vẫn nhiều, nó vẫn đẩy màu lên và nó vẫn có màu để chúng ta đi chơi cho nó tự tin. Còn nếu như các chị đi tiệc, ví dụ vừa làm môi xong 4-5 ngày, 5-7 ngày nó mới bong ấy, các chị cần đi tiệc thì các chị có thể đánh một son dưỡng này, sau đó các chị đi tiệc các chị vẫn đánh son màu bình thường, thế sau đó khi về thì chúng ta tẩy trang đi là được, chúng ta tiếp tục dưỡng là được, không ảnh hưởng gì cả. Đó. Và cái vấn đề về đổi màu son ấy, đây cũng là cái yếu tố mà rất nhiều chị hỏi em lo lắng là chị không thích làm môi đâu, chị sợ đậm mà không đổi màu son, thì các chị yên tâm, hoàn toàn yên tâm nhé. Bởi vì cái câu chuyện là ngày xưa các cô các bà làm màu quá đậm, đậm dệt nên thì chúng ta mới lo. Còn bây giờ thì công nghệ phun môi mới là phun là cái hạt mực á, cái màu mực nó nổ trên bề mặt da của chúng ta, tức là nó rất là mượt, nó rất là trong. Thế cho nên là khi mà chúng ta đánh thêm son ấy, nó vẫn ăn son được bình thường và cái màu môi chúng ta vẫn mịn mượt như bình thường. Đấy, và chúng ta đánh son thì yên tâm một điều là đổi được tất cả các loại màu son. Đấy, và sau đây em xin mời một cái bạn mà đã phun môi tại DK. Bạn này là đã phun môi tại DK rồi ạ. Mời bạn, đây là bạn Hương. Thì bạn đã phun môi tại DK được bao lâu nhỉ Hương nhỉ? Tính đến thời điểm này thì Hương đã phun môi được khoảng gần 2 năm rồi. Vâng ạ. Thiếu 2 tháng nữa, được 2 năm. Gần 2 năm, thiếu 2 tháng nữa. Thế bạn Hương là phun môi từ thời điểm đầu Hàng Bút. Khi mà cái cơ sở của Hàng Bút của em mới hoạt động thì bạn ấy đã phun rồi. Và bạn Hương đến cho phút này là bạn Hương bạn ấy phun, nhưng bạn chỉ phun đúng một lần duy nhất thôi ạ. Đó, cái màu mực bây giờ nó vẫn đang rất là đẹp, nhìn rất là tự nhiên. Nhưng mà em muốn mời Hương đến đây để cho các chị nhìn thấy là cái màu môi xong 2 năm này, nó hoàn toàn nó rất là mịn mượt. Tại vì công nghệ vi chạm ấy, nên là khi mà chúng ta là làm nên môi xong á thì nó không bị nhăn môi, nó không bị khô môi như các chị tưởng tượng. Nhiều chị nghe nói rằng là chị sợ là bị khô môi, nhưng thật ra là sau khi phun xong cái lớp mực nó chỉ trên cái bề mặt da và da của chúng ta nhìn trông nó rất là căng bóng. Đấy, bởi vì là bạn ấy bây giờ bạn ấy ngày xưa bạn đánh son nó rất là khô đúng không ạ, đánh son nó nhiều chì nó khô, nhưng mà sau khi phun xong nó mịn, nó mượt rồi, chúng ta chỉ cần dưỡng nó, lúc nào môi của bạn cũng rất là mềm mượt. Đấy, cái yếu tố là sau khi các chị phun môi thì đi kê xong nói rằng là em ơi phun môi xong quá thích, bởi vì là sau khi phun xong môi chị còn mềm hơn ngày xưa rất là nhiều, không còn cái hiện tượng khô nữa. Ngày xưa chị cứ bong chóc cậy lở loét hết môi ra là bởi vì chúng ta khí hậu khô, xong da chết chúng ta không tẩy thì sau đó thì nó sẽ vẩn lên, và chúng ta đánh son ấy, đánh son là nó rất khô vì nó rất nhiều chì, nên là khi mà chúng ta tô son vào thì nó lại gì, nó lại bật cái lớp da chết đấy ra, nó lại bật cái lớp đấy ra, nó khô mà đấy, sau đấy nó đóng vẩy, chúng ta lại giật, chúng ta lại chảy máu, nó cứ vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng khi chúng ta màu môi chúng ta đẹp rồi ấy, thì chúng ta chỉ cần dưỡng thôi. Môi thâm thì phải đánh son thì lại phải cậy bóc thì lại phải tiếp tục bị khô. Nhưng ngược lại khi môi không còn xấu, không còn thâm nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái đánh son dưỡng là đẹp. Và bây giờ thì em xin được nhờ bạn Hương bây giờ bạn Hương sẽ đánh cái son lên trên cái màu môi của mình để em sẽ test thử vài màu son để cho các chị em nhìn thấy liệu là nó có bị không đánh được son hay không. Nhiều chị bảo là chị sợ không đánh không đúng màu son đúng không ạ? Vậy thì nhờ bạn Hương, đây bạn Hương cầm. Đấy, mình sẽ đánh một cái tông màu là cái tông màu cam trước nhé. Đó, các chị em nhìn thấy đấy, chỉ cần là một bước thao tác duy nhất, chúng ta chỉ cần đánh một lượt thôi là cái tông màu môi của bạn ấy đã trùng khớp với tông màu son ạ. Các bạn thấy không ạ? Đấy, môi rất là mịn mượt. Ok, vâng, bây giờ nhờ bạn Hương tiếp ạ. Bạn Hương lau giúp. Được. Đây, mình sẽ lau cái màu son này đi và chúng tôi sẽ test thêm cái màu khác. Ví dụ như cái màu, đây là cái tông vừa phải nhé. Bởi tôi sẽ cho đánh cái tông mà nút hẳn, đây là tông siêu nút. Để tông siêu nút luôn. Đấy, thì sẽ nhờ bạn Hương là bạn Hương sẽ đánh cái tông siêu nút này để xem là liệu đánh cái tông bợt hẳn thì nó có lên được màu không. Đấy, nhiều bạn thích đánh tông bợt đúng không ạ? Ok. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đánh một phát lại chuẩn tông luôn. Ok chưa ạ? Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đổi được ngay lập tức các cái màu son mà không cần phải lo lắng gì cả. Đấy, tiếp theo tôi sẽ nhờ bạn ấy đánh một cái tông son nữa. Tông son này thì nó sẽ hơi đậm. Đấy, nhờ bạn đánh tông son đỏ đậm này. Đấy, hoặc là tông nâu. Đây, tôi sẽ nhờ bạn đánh thêm một tông này nữa.
và thêm một tông hồng nữa đi. Không vậy, khi khô môi là khi mà bạn lau thì không hề bị khô môi một chút nào. Đúng rồi. Có thể thay đổi liên tục son trong vòng chỉ vài phút như vậy thôi, mặt môi không hề hiện tượng khô hoặc là bị nứt nẻ gì cả. Đấy là bởi vì là bạn ấy môi mình phun rồi nên mình dưỡng. Thế cho nên là môi mình lúc nào cũng ẩm. Mà đánh son ấy thì nó lại càng mịn và nó lại càng chuẩn màu hơn. Chúng tôi đổi màu son liên tục để cho mọi người nhìn thấy á. Đấy, đây là tông son đậm, các bạn thấy không ạ? Nó đậm hẳn luôn. Tiếp theo tôi nhờ bạn lấy một tông son bợt hơn, nhưng mà tông này sẽ là tông hồng bợt. Tại vì bạn ấy full màu là tông cam. Tông đỏ cam đúng không ạ? Hồng cam. À, hồng cam đúng không ạ? Thì bây giờ mình lại đổi sang tông hồng, hồng bợt đi. Thì các bạn thấy là xem nó có chuẩn màu không ạ? Mình chỉ cần lau kỹ đi tí là được. Vậy là ok, vậy là chúng ta lại ra một cái tông hồng bợt. Tức là khi mà chúng ta đánh son ấy, khi mà chúng ta phun môi ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi được rất nhiều màu son mà chúng ta chỉ cần đánh rất ít lượt. Chúng ta đã chuẩn được cái gì, cái tông son đó rồi. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm là phun môi xong ấy, không có lo bị khô này, không có lo không đổi được màu son này. Đấy, không có lo là mình nhìn không tự nhiên, bởi vì các bạn nhìn thấy là môi của bạn Hương rất tự nhiên và hoàn toàn bạn Hương lau đi rất tớ. Và hoàn toàn là chúng ta có thể chỉ cần bôi một chút chút son dưỡng, một chút thôi là chúng ta đã có một làn môi cực kỳ bóng mượt. Bạn ấy lau đi và bây giờ bạn chỉ cần bôi một chút son dưỡng. Đây là son dưỡng màu trắng luôn các bạn nhé. Đó, son dưỡng màu trắng. Đây là màu môi gốc của mình và mình hiện tại là không còn chút màu nào trên giấy nữa. Đấy, lại quay trở lại một làn môi rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, trẻ trung. Tức là khi mà chúng ta không trang điểm, chúng ta sẽ gì? Rất là nhẹ nhàng như thế này. Đấy, trông rất là tươi tắn. Nhưng mà khi mà chúng ta cần trang điểm với layout khác nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi màu son, không phải lo lắng gì cả. Và khi các bạn không môi xong, các bạn dưỡng môi rồi, các bạn đánh son gì cũng rất là mềm mượt, chỉ cần đánh một lượt thôi, không cần phải đánh nhiều. Đấy là cái tác dụng của cái việc phun môi. Không lo sưng đau, không phải lo về kiêng khem, chúng ta lại có màu môi rất là mịn mượt tự nhiên, đổi màu son thoải mái, không lo khô môi. Tất cả những lợi ích đó thì chúng ta phải cần tìm đến gì? Cần tìm một cái địa chỉ uy tín ở nơi đó, họ sẽ cung cấp cho mình. Thứ nhất là về màu mực là phải màu mực chuẩn, màu mực xịn, màu mực nhập khẩu, màu mực hữu cơ. Cái thứ hai là cái kỹ thuật viên mà làm cho các chị phải là những cái kỹ thuật viên có tay nghề cao. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ cần xử lý cái tay nghề của chúng ta mà bị sâu tay này, bị đi sâu quá là chúng ta sẽ bị nhăn môi, đi sâu quá chúng ta sẽ bị sẹo. Nếu như chúng ta đi không chuẩn cho nên dễ bị len viền, tràn viền, thụt viền. Và chúng ta có thể là sẽ không được tư vấn về màu môi một cách chuẩn xác để phù hợp với tông da, sở thích cũng giống như là cái xu hướng hiện nay. Đấy. Tại DK thì bên em luôn luôn là tư vấn rất là kỹ cho các chị về cái tông màu nào phù hợp này, khử thâm như thế nào này, hút laser tại sao phải hút laser khử thâm này, tại sao phải hút viền, hút len này, xử lý màu mực cũ, môi đã bị hỏng cho các chị như thế nào. Tất cả những quy trình đó bên em luôn luôn làm sao mà tư vấn rất là kỹ để cho khách hàng hiểu được cái giá trị mà sau khi phun môi nhận được. Đây là những cái giá trị mà em muốn chia sẻ ở trong cái clip này và mong rằng là những cái kiến thức này nó sẽ hữu ích cho các chị trong cái việc quyết định là mình có phun môi cho xinh hay không. Bởi vì là nếu như mình cứ giữ một đôi môi thâm thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến việc các bạn tự tin. Khi mà bỏ cái lớp son phấn ra thì tự dưng mình nói chuyện là mình không còn sự tự tin nữa, mà không phải lúc nào 24/24 chúng ta đầy đủ đánh được son cả đúng không ạ? Nên mong rằng là các chị em hãy đưa ra những cái quyết định chính xác để có thể là làm cho cái nhan sắc của mình nó tỏa sáng hơn, lúc nào cũng xinh đẹp tự nhiên ạ. Vâng, em xin cảm ơn các chị rất là nhiều và chúc các chị em luôn xinh đẹp. Bye bye và hẹn gặp lại trong những clip sau.